Trong cái bối cảnh hiện tại, Huawei hiện đang trong thế gọi là ngàn cân treo sợi tóc. Liên tục các nhà sản xuất như là Google hay là Qualcomm hay là Intel rời bỏ cuộc chơi với Huawei, mang lại cho Huawei rất là nhiều phiền toái cũng như rất là đau đầu trong việc giải các bài toán về phần mềm. Và sau đó là mảng quan trọng nhất của Huawei, đó là chip, thì ARM cũng đã chia tay với Huawei, làm cho Huawei không thể nào tự mình sản xuất chip được. Và mới đây nhất thì mình có thêm cái tin tức nữa, đó là Toshiba, hãng chuyên về ổ cứng, cung cấp linh kiện ổ cứng cho Huawei, cũng đã nghỉ chơi với Huawei, làm cho Huawei cũng không thể nào khiến cho Huawei tự xoay sở được cái mạng ổ cứng được. Và còn đặc biệt hơn, đó là hiệp hội các thẻ nhớ SD cũng đã gạch tên Huawei ra khỏi hiệp hội rồi. Vì thế nên là khả năng trong tương lai các sản phẩm đến từ Huawei không thể có được cái khe SD được. Những tưởng thời thế của Huawei đang dần đi vào cái kết. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang còn một số nhà sản xuất khác rất là quan trọng cho Huawei mà không bị chịu ảnh hưởng giữa cuộc căng thẳng giữa Mỹ và Trung, và lại đang giúp cho Huawei đang trên đà phát triển. Vậy đó là gì? Đó là TSMC. Và những bạn nào đang còn chưa biết TSMC là gì thì chúng ta cùng nhau đi vào phần giải thích. Công ty TSMC là ai? Vâng, để mình giải thích thêm thì TSMC là một công ty chuyên gia công các linh kiện điện thoại, đặc biệt là chip. Có nghĩa là khi Apple hay là Samsung hay là bất cứ nhà sản xuất điện thoại nào khác sẽ thiết kế và tự vẽ nên con chip, sau đó sẽ gửi bài thiết kế đó đến nhà sản xuất có tên gọi là TSMC. Và bên công ty TSMC sẽ có trách nhiệm là sẽ gia công và lắp ráp con chip đó theo như yêu cầu của nhà sản xuất. Ngoài ra nữa thì TSMC còn được mệnh danh là hãng gia công cho đa quốc gia, khi mà con chip 7 nanomet chiếm gần 100% thị phần trong năm 2018. Rất là tuyệt vời. Một người phát ngôn của TSMC sẽ còn cho biết thêm là các đơn hàng của họ sản xuất cho Huawei đã không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm giữa Mỹ. Đây là lời xác nhận mới nhất của TSMC được đưa ra chỉ một ngày sau khi ARM tuyên bố cắt đứt quan hệ với Huawei. Trong bối cảnh Huawei bị cả thế giới quay lưng, việc TSMC tiếp tục hợp tác đồng nghĩa rằng việc Huawei sẽ không cần phải kiếm thêm một nhà sản xuất khác để cung cấp linh kiện cho Vasilik Kirin của mình. Chính vì vậy, Huawei trên lý thuyết vẫn có thể tự mình sản xuất thêm một smartphone mới mà không cần phải nhờ đến bên hãng thứ ba, miễn là hãng này có thể tìm đủ được các linh kiện có thể lắp đầy bất cứ khoảng trống nào trên một chiếc smartphone. Và bên cạnh sự hỗ trợ đến từ phần cứng là TSMC thì Huawei vẫn tiếp nhận thêm một sự hỗ trợ khác về phần mềm, đó là kho ứng dụng AppToy. Với kho ứng dụng lên đến là 900.000 ứng dụng thì AppToy hứa hẹn sẽ là một cái ứng dụng có thể thay thế được Google Play trong tương lai. Và đặc biệt hơn, AppToy là một công ty đến từ Bồ Đào Nha và không liên quan gì đến cuộc căng thẳng giữa Mỹ và Trung. Thế nên là sự hợp tác giữa AppToy cũng như Huawei sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc căng thẳng kinh tế giữa Mỹ và Trung hết. Và kết luận lại, qua những sự hỗ trợ đến từ các tập đoàn, các công ty lớn mà mình vừa kể trên thì mình có thể khẳng định rằng là Huawei không thể nào sụp đổ được. Tất nhiên là nó sẽ chậm hơn so với các đối thủ cạnh tranh, bởi vì những công ty trên thì vẫn chưa có được tiếng tăm trên thị trường, cũng như là chưa có được chỗ đứng vững chãi trên thị trường, chưa được phổ biến lắm. Thế nên là trong tương lai thì Huawei có thể sẽ không bị sụp đổ, nhưng mà nó sẽ phát triển chậm hơn so với các nhà sản xuất Trung Quốc khác như là Xiaomi hay là Oppo. Và đó là quan điểm của mình, và các bạn nghĩ sao cho chuyện này? Các bạn có nghĩ rằng Huawei sẽ phát triển, có thể vực dậy được thành công hay không? Các bạn nhớ comment bên dưới nha. Và những bạn nào đang còn không muốn mua các sản phẩm đến từ Huawei hay Honor nữa mà muốn nghĩ qua Apple hay Samsung thì hãy bấm vào link bên dưới, bởi vì link bên dưới sẽ dẫn thẳng tới hệ thống của Bạch Long Bay. Các bạn có thể tham khảo giá cũng như các sản phẩm ở Bạch Long Bay đang có mức giá rất là tốt, cũng như là có nhiều sự kiện đi kèm. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.